Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình đọc truyện bên thầy. Tiếp theo đến mẫu chuyện Muốn Diệt Mê Si. Đức thầy có nói: Diệt mê si phải nương thuyền giác, muốn việc làm chính trực khôn ngoan. Trời càng về đông, tiết càng thêm lạnh, nhưng lòng người chẳng thấy lạnh. Phải chăng vì nôn nóng việc đạo đức? Bởi Phật Pháp rộng sâu như rừng như bể, mà người học đạo khi mới bước vào ngưỡng cửa thì còn biết bao cái chưa hiểu, bao nhiêu cái nghi ngờ thắc mắc, cần phải tìm tòi nghe học. Do đó lúc Đức Thầy mới khai đạo tại Tổ Đình Hòa Hảo, hàng ngày người ta thường tới lui tấp nập, hoặc nhờ trị bệnh, xin thuốc, thỉnh giấy vàng, hoặc để nghe Ngài thuyết giảng đạo lý hay chép kinh giảng về nhà tu học. Cũng đồng một tâm trạng nói trên, ông Đặng Thành Tựu, người ở xã Kiến An, chợ mới An Giang, khi được quy y với Đức Thầy, ông để tâm suy tầm giáo lý, thấy có nhiều điều tự mình không thể giải nghi. Nên hôm nọ vào khoảng cuối mùa đông năm Kỷ Mão 1939, ông tự có đến Tổ Đình. Đợi lúc vắng khách, ông mới bước gần lại Đức Thầy thưa hỏi: Bạch Đức Thầy, trong kinh Phật có dạy tam độc tham sân si. Theo trí cạn hẹp của tôi hiểu là, muốn trừ tánh tham thì tôi đừng ham muốn vật nào hết là được, cũng như muốn trừ sân thì tôi đừng nóng giận chút nào nữa, dù việc nghịch ý ấy lớn hay nhỏ. Còn cái mê si này tôi không biết làm sao diệt được nó, nhờ Đức Thầy từ bi chỉ dạy cho. Đức Thầy tươi cười bảo: Muốn diệt mê si, tâm mình phải giác. Nghe vậy, ông tự muốn hỏi thêm, nhưng lúc này có các bệnh nhân đau nặng, người nhà vừa chở đến, Đức Thầy liền sang qua chữa trị cho họ, nên ông không hỏi được. Câu chuyện này thật theo lời của ông Đặng Thành Tựu. Phần nhận xét: Muốn diệt mê si, tâm mình phải giác. Câu Đức Thầy giải đáp cho ông Đặng Thành Tựu, xét ra nó bao hàm một ý nghĩa vừa sâu vừa rộng. Bởi mê si là chúng sanh, là nguồn gốc sanh tử, còn giác là Phật quả, mục đích giải thoát. Song con đường từ chúng sanh đi đến Phật quả chẳng phải dễ dàng được, vì cái tâm mê mờ tức là vô minh, không nhận rõ chân lý đã sẵn có của mỗi người từ vô thị. Ác thứ mười đoạn chót mê si, nguyên tâm tối từ hồi vô thị. Mạng vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận nguy làm chân, lo quyền thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Từ đó chúng sanh cứ dệt thêm nhiều lớp mê, tạo thêm nhiều nghiệp tội, rồi sanh tử
tử sanh mãi trong sáu cõi phàm, chưa bao giờ dừng lại. Giờ đây muốn chặn đứng sự luân hồi thống khổ ấy, nhà tu cần diệt ngay cái gốc mê si. Mà muốn trừ được nó, hãy bỏ mê về giác, tức là phải có lòng tự giác. Cho nên Đức Thầy mới dạy ông tự: muốn diệt mê si, tâm mình phải giác. Vậy làm sao cho ta có lòng tự giác đây? Y cứ vào kinh giảng của Đức Phật và Đức Thầy, có thể phân làm hai phương cách để thay đổi lòng mê si trở thành tâm giác ngộ. Cái thứ nhất là với bậc hạ căn thiểu trí, trước nhất hành giả phải quy thuận theo tinh thần đạo đức và phải nương thuyền giác, tức là phải nương về giáo lý kệ kinh sấm giảng của Đức Thầy. Bởi giáo lý là ánh sáng của ngọn đèn chân lý, ví như ngón tay để chỉ mặt trăng, như chiếc thuyền để đưa con người đến bờ bên kia giác ngạn. Nhờ có tu học giáo lý và kiên trì giới luật, thân tâm hành giả lần lần thanh tịnh, huệ nhật hiện bài, thấy biết mọi việc, mọi cảnh một cách sáng tỏ, đúng với chân lý, ấy là tự giác. Từ đó sẽ tiến thẳng đến chỗ hoàn toàn giác ngộ là Phật quả. Điểm thứ hai, với bậc thượng căn thượng trí, tức là hạng tiến hóa đã tu học giáo lý từ nhiều kiếp trước, hành giả tự mình tỉnh ngộ, xét biết những hành động, ngôn ngữ, tư tưởng tà quấy, sai lầm, mê mờ ô nhiễm mà diệt trừ tức khắc, gọi là giác sát. Và khi trừ sạch được các điều ấy, gọi là giác liễu. Được trọn vẹn hai phần, đó gọi là tự giác. Song có tự giác không chưa đủ, vì đây mới được vào hàng thinh văn mà thôi, nên cần tiến đến giác tha, nghĩa là phải làm cho nhiều người khác được tỉnh ngộ, thấy biết không lầm như mình, để bước lên hàng duyên giác Bồ Tát, rồi cứ thế mà thi hành mãi cho đến khi giác hạnh viên mãn, tức là hạnh nguyện tròn đầy. Tới đây hành giả đạt đến mục đích tối thượng nhất thừa, cũng gọi là Phật quả hay là Như Lai. Đại khái chỉ có tám chữ: muốn diệt mê si, tâm mình phải giác. Thật nó diệu màu vô hạn, dầu có bao nhiêu văn từ lý lẽ cũng không làm sao luận bàn cho hết được. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện y theo tôn chỉ. Đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Vào ngày 6 tháng Giêng năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy có dắt ông Ngô Thành Bá, tức là ông Biện Đài, đi giếng núi Tà Lơn, một hòn núi vừa cao vừa rộng, nằm trên địa phận Campuchia, tỉnh Cần Giờ. Trên đường về, thầy trò không trở lại lối cũ, Đức Thầy lại dắt ông Bá đi đường rừng, tức là đến những nơi ít có một ai đi tới được. Do đó đường xá rất hiểm trở, thật khó đi, có chỗ phải khòm lưng, có nơi phải bò mới qua được, lắm lúc phải theo đường của voi đi. Khi vượt lên đỉnh, lúc thì đổ xuống triền, hết núi này sang núi nọ. Một hôm nọ,
Đức Thầy dẫn ông bá lên ngọn núi cao hơn hết. Trên chót đảnh mặt bằng phẳng, ít cây mọc. Đây là một cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, có suối nước chảy chậm chậm và trong như mắt mèo. Dưới đáy có cát trắng, mực nước sâu chừng một thước. Đức Thầy đi trước lội ngang qua, ông bá đi sau thấy có cây ngã nằm dắt ngang qua suối, nên ông đi trên thân cây mà qua. Đức Thầy nhìn lại thấy liền kêu ông bá mà rầy: sao không lội dưới nước theo thầy? Ông bá thưa: bạch thầy, cây ngã ngang đi sướng quá, lội làm chi cho ước mình. Đức Thầy nghiêm nghị bảo: thầy đi đàn nào, trò phải đi đàn nấy. Cấm trò từ đây không được đi như vậy nữa. Với lời răn dạy trên đây, thời gian sau ông bá mới hội ý được là Đức Thầy muốn dạy ông một cách gián tiếp. Hễ quy y thì phải làm y, nghĩa là nếu thầy phải chịu gian nan cực khổ để giải thoát giống nòi và nhân loại, thì đệ tử cũng phải chịu cực khổ gian lao vì mục đích ấy, chớ không được tìm nơi sung sướng an nhàn mà học đạo. Thuật theo lời ông Ngô Thành Bá. Phần nhận xét: chúng ta thấy thời xưa, lúc Đức Thích Ca chưa thành đạo, ngài đã chuyển kiếp từ vô lượng lần và tu học vô lượng pháp môn cho đến khi chứng quả Như Lai. Ai mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước vô trường độ chung? Đức Phật nêu lên mục đích giải thoát và khai sáng một lối đi tôn chỉ với nhiều phương tiện cho Phật tử y cứ vào đó mà tiến hành, hầu được kết quả như ngài. Thời nay Đức Huỳnh giáo chủ cũng thế, trước khi khai hóa nhân sinh, ngài cũng chuyển kiếp qua nhiều nước trong thế giới. Sau khi thu thập những điều đạo học, kinh nghiệm, quyền thâm và tu hành giác ngộ, ngài mới dâng lệnh Đức Phật lâm phàm khai sáng Phật giáo Hòa Hảo. Ta thừa dâng sắc lệnh Thế Tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Và ngài cũng tùy phong hóa dân sanh phù hà mà khai dọn con đường, tức tôn chỉ học Phật tu nhân, để đưa nhân loại tận bờ giải thoát. Trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, tuy ngài áp dụng nhiều phương tiện, ví như người đi đường có các loại xe và người đi sông có các loại thuyền, nhưng dù dùng phương tiện nào cũng phải tiến hành theo một lối đi, đó mới đạt được mục đích. Nếu đi trúng con đường thì sống, bước trật tất chết. Điều này ngài đã ghi rõ trong tôn chỉ hành đạo. Song vì ngài biết sau này sẽ có thiểu số tín đồ hành đạo sai lệch tôn chỉ, nên không ngớt khuyên nhắc, mà câu chuyện ngài dạy ông bá trên đây là một. Điểm thứ nhất, thấy rằng lúc viếng núi Tà Lơn, Đức Thầy không hướng dẫn ông bá trở về đường cũ, mà lại dắt ông đi trên con đường mới đầy gai trong hiểm trở. Đó là ngài muốn cho ông bá hiểu ý rằng từ đây ông không còn đi xuôi theo con đường luân hồi như bao chúng sanh khác,
mà phải đi theo con đường mới, tức là con đường giải thoát của Phật Thánh đã và đang tiến hành. Song bước hành đạo còn phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Đường gai góc thiên sơn vạn hải, đòi hỏi hành giả cần phải có đủ đức tin và bền lòng kiên trí mới đạt thành ý nguyện. Tín nữ thiện nam dình môi đào, dầu cho lăn lóc ráng kiên trinh. Điểm thứ nhì, khi Đức Thầy dắt ông bá đến mé suối, chẳng phải Ngài không thấy cây ngã dắt ngang qua suối, và Ngài cũng đoán biết ông bá đi sao sẽ đi trên thân cây đó mà qua. Ngài muốn mượn cảnh ấy để dạy tín đồ một bài học, làm cho ông bá phải ghi nhớ mãi mãi, nên Ngài lội nước qua trước. Chờ khi ông bá đi trên thân cây, Ngài mới quay lại rầy ông: Thầy đi đàng nào, trò phải đi đàng nấy, cấm trò từ đây không được đi như vậy nữa. Đây là Ngài dẫn sự để bài lý. Người sao như chúng ta càng nghĩ càng thấm thía. Một nhà tu như Đức Thầy đã đạt đến chỗ toàn giác toàn minh, trở lại hướng dẫn tín đồ. Đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Nhưng nếu chúng sanh chẳng đi đúng theo con đường của Ngài đã vạch, thì trông gì gặp lại Ngài, đừng nói chi đến kết quả. Ai mà ta dạy chẳng dình, thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Con đường Ngài đã vạch ấy chính là tôn chỉ học Phật tu nhân, mà mỗi tín đồ Phật giáo hòa hảo đều phải thiệt thi trọn vẹn cả hai mặt, đó là mặt tu nhân như Ngài đã dạy. Hồng trần biển ơi khổ thấy rồi, ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Và câu: Thân hành đạo đắng cay phải chịu, phận làm người phải liệu cho xong. Cần chi gạn hỏi diện vọng, làm người chưa vẹn nghi khó hồng thành thơi. Bởi có tu nhân mới trả xong nợ thế, sự trọn nghĩa ân, kết quả vô lượng phước đức. Và có học Phật mới có dứt mê bài giác, trí huệ phát khai và giải thoát luân hồi sanh tử. Điểm thứ hai, học Phật tức là tu Phật thì Đức Thầy dạy toàn thể tín đồ hằng ngày nguyện: Nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy ngày, tu hiền theo Phật đạo. Hay là: Hờ Phật đạo tình cơn ác mộng, thoát mê đồ thượng phong quang minh.
để tiến đến niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh, hay là về cực lạc thành thời an dưỡng ấy là ngài ban thưởng công tu? Song muốn đạt đến địa vị ấy, hành giả phải lập thân cõi trần, tức là phải tu nhân như Đức Thầy hằng dạy. Bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần, hoặc là tu đền ở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen? Tóm lại, mỗi tín đồ Phật giáo hòa hảo có tiến hành theo tôn chỉ học Phật tu nhân của Đức Thầy đã khai dọn, tức là hai phương diện đạo nhân và đạo Phật đã thực hành một lượt, thì sau này mới mong được kiến diện ngài và chứng thành đạo quả như ngài thường căn dặn: chúng sanh ráng nhớ thì gần cùng ta, và giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngài rày gặp ta. Ngược lại, nếu ai không tiến hành đúng theo tôn chỉ của Đức Thầy đã dạy và con đường của ngài đã đi, thầy đi đàng nào trò phải đi đàng nấy, thì chẳng những luống công tu hành trong một kiếp mà còn lạc lối theo ngoại đạo, mong gì gặp mặt tổ thầy mà được đắc quả. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện tu cách nào mới chánh. Anh Quỳnh Văn Chánh là một giáo chức ở quận Tân Châu thời Pháp thuộc. Nguyên khởi anh Chánh theo chủ nghĩa cộng sản. Trên con đường hoạt động chống Pháp, anh phải chịu nhiều gian khổ, rày đây mai đó, và anh vào tù ra khám không biết bao nhiêu lần, nên anh chán nản, anh muốn tìm sư học đạo. Một hôm anh đi dùng Hà Tiên gạch giá và gặp được một nhà sư với đạo hiệu là Pha Kia. Ông sư nói rằng: nếu ai chịu theo tôi sẽ dạy cho phương pháp nhập thất niệm Phật trong vòng 100 ngày, tôi sẽ hộ cho được thấy Phật. Nghe nói tu mau thành, anh Chánh bằng lòng theo ông sư. Thế là anh phải bỏ tiền ra để anh bạn cắt cho anh một cái cốc và nấu cơm hộ niệm cho anh. Cùng lúc phải nuôi ông sư ở trong nhà để dạy anh cách thức niệm Phật. Bắt đầu anh vô thất niệm Phật cũng gần đủ 100 ngày. Vì sự lo lắng cho nên đang niệm Phật mà lòng bị chao động, anh nghĩ rằng ông thầy dặn mình niệm 100 ngày sẽ thấy Phật, nhưng mình niệm tới đây cũng gần rồi mà chưa thấy gì hết. Bỗng nhiên anh thấy một hình Phật hiện ra trước mắt, rồi phút chốc mất đi. Bèn liền hăng hái lên, anh nghĩ chắc là mình niệm đúng 100 ngày sẽ thấy. Đúng 100 ngày anh Chánh ra thất, đã không thấy Phật mà còn được anh bạn cho hay là ông sư đã từ giả bỏ đi 3 hôm trước.
Lúc bấy giờ thì anh bạn và anh Chánh hiểu ngay, ông sư lợi dụng mình nuôi ông ta 100 ngày, chứ không phải dạy cách thức tu để thấy Phật. Anh thua buồn về Tân Châu làm đơn xin dạy học. Đến năm 1939, Đức Thầy khai sáng nền đạo tại Hòa Hảo. Anh Chấn đang dạy học, nghe những người đi Hòa Hảo về, họ nói Đức Thầy là một vị Phật sống, ra đời cứu độ nhân sinh. Anh Chấn lại có tâm muốn tầm đạo, nghe thì anh muốn đi, nhưng lúc đó mắc bận dạy học ngày 2 buổi, bận việc quá anh không đi được. Mãi đến mùa hè năm 1940, khi Đức Thầy bị người Pháp lưu đày xuống gạch Xà No ở tại nhà ông Hương Bộ Thành, thì anh Chánh mới sắp xếp việc để viếng ngài. Trong cuộc đi này, anh Chánh mặc âu phục để tỏ ra mình là người trí thức. Vào khoảng hơn 11 giờ trưa tại nhà ông Bộ Thành, 3 gian cửa đều mở trống. Đức Thầy bảo người nhà đều ở hết phía sau, chỉ một mình Đức Thầy ngồi ở bàn và đang cúi xuống viết. Anh Chấn nhìn thấy tướng dạng thì độ chừng là Đức Thầy, nhưng đứng chờ một hồi lâu không thấy Đức Thầy ngước lên. Bấy giờ anh mới để y giày nón, bước lên thềm gạch, đi thẳng vào và chăn ấn mạnh xuống, ý làm cho Đức Thầy hay có khách đến. Nhưng ngài vẫn điềm nhiên không ngó lên. Anh liền hoài ga sân, lòng thầm trách: người ta nói ông này là Phật, nhưng mà tại sao ông có vẻ khi người? Qua một phút suy nghĩ, anh đã bước xuống nhà khách. Anh mới tự bắt lỗi mình: hay là tự mình vô phép nên người ta không tiếp chứ gì? Nghĩ thế, anh Chánh liền lột nón, gỡ kiếng và cởi giày để lại, rồi bước thật nhẹ trở vào. Bấy giờ Đức Thầy mới đứng dậy, nghiêm trang chào khách và hỏi: ông biết tôi là ai không? Anh Chánh chưa biết phải trả lời ra sao, trong người anh bắt rung lên như bị bệnh rét. Thấy anh Chánh không trả lời được, bấy giờ Đức Thầy mới nói tiếp. Ngón tay ngài vừa chỉ vừa nói: chúa chùm cộng sản là tôi đây. Nói xong ngài ngồi xuống ghế, còn anh Chánh đứng, cả mình và tay chân đều rung hết. Anh cố kiềm và suy nghĩ: mình đã từng tiếp xúc với hàng trí thức lên quan xuống quyền và với các nhà sư, nhưng chưa bao giờ mình khiếp sợ một ai. Mà hôm nay tại sao mình chỉ gặp ông này mới nói với mình có mấy tiếng mà mình khiếp sợ như thế này? Thật là điều kỳ lạ quá. Chắc ông này không phải bậc tầm thường. Lòng anh Chánh nghĩ đến đó, tự nhiên trong người bớt rung, anh mới chắp tay lại: thưa ông Tư, trước kia tôi có gặp một nhà sư, bảo tôi nếu theo sư, sư dạy cho cách vào thất niệm Phật trong vòng 100 ngày, sư sẽ hộ cho được thấy Phật. Chẳng biết tu như thế là chánh hay không chánh, nhờ ông Tư chỉ dạy cho biết. Đức Thầy vui vẻ đáp: đó là ma ba tuần nó hiện ra cảnh ấy, chớ Phật đâu đó mà chánh. Anh Chánh nghe Đức Thầy nói thế, anh liền hỏi thêm: vậy phải tu làm sao mới chánh? Bấy giờ Đức Thầy lấy bàn tay thoa vào ngực 3 vòng và nói: tu làm sao hàng phục được lòng tà quấy của mình mới chánh? Anh Chánh nghe được câu giải đáp
của Đức Thầy. Anh nhận thức được chân lý tu hành, cho nên anh hết sức vui mừng khâm phục, bèn quỳ xuống nhờ Đức Thầy cho quy y Thọ giáo, thuật theo lời ông Út Trác. Phần nhận xét: một đấng cứu thế bao giờ cũng thấu rõ tâm trạng của chúng sanh để tùy cơ cảm hóa. Còn người đời có tánh tự cao mà cũng dễ nghe, tức là mê tín. Anh Chánh cũng là một con người, thì bảo làm sao chẳng còn chứng tật ấy. Câu chuyện kể trên giúp chúng ta những bài học kinh nghiệm như sau. Thứ nhất là anh Chánh muốn thử Đức Thầy, nhưng Ngài biết trước nên sắp sẵn cảnh trí, chẳng cần nói một lời cũng đủ dẹp được lòng tự đắc và sự vô lễ của anh. Lại nữa, khi đối diện với Đức Thầy, anh Chánh chạm phải tư cách đứng đắn và lời hỏi của Ngài làm cho anh khiếp phục và hướng về lẽ phải. Cộng thêm câu nói "Chúa chùm cộng sản là tôi đây", anh Chánh lại càng khâm phục hơn nữa, vì Ngài đã thấu suốt tâm trạng của anh. Ấy là ý Ngài muốn cho anh biết cái tâm bao trùm cả vũ trụ vạn hữu, không có một vật nào dù nhỏ dù lớn, hữu hình hay vô hình, hoặc một chủ thuyết hay một tư tưởng nào mà Ngài chẳng thông đạt. Chính Ngài là một nhà đại cách mạng về Phật giáo, nói theo Chí Thích Ca Ngài trước. Nay Ngài có sứ mạng vừa giác tỉnh người hữu căn lên bờ giải thoát, vừa đem lại sự tự do, bình đẳng, hạnh phúc cho cả nhân loại bằng chủ nghĩa đại đồng của nhà Phật. Đêm nguồn sống mới cho nhân loại, để tiến tiến lên cõi đại đồng. Điểm thứ hai, vốn sẵn óc mê tín nên khi gặp nhà sư khoe tài, anh Chánh vội vã tin theo, không kịp suy nghĩ, khiến cho đường tu của anh bị lỡ dở. Điều này Đức Thầy đã cảnh tỉnh. Trước khi thờ học đạo nào hay theo ông thầy nào, ta phải suy gẫm, phán đoán kỹ càng, chừng hiểu biết rõ ràng ta sẽ hành theo đạo ấy, thầy ấy. Chẳng được như vậy, dầu mình theo đạo rất chánh đáng, ông thầy rất thông minh cũng chẳng có ích chi cho mình cả. Và Ngài luôn nhắc nhở việc ngừa tránh các tà thuyết. Các đạo tà mưu khéo âm thầm dẫn rằng tránh kẻo lắm mà khổ, chúng nó xuống khuyên rằng nhiều chỗ dùng phép màu lệ mắt chúng sanh, ai ham linh theo nó tập tành, xa cảm bẫy khó mong sống sót. Hoặc là ra đi dặn lại ít lời, phiền trong bốn đạo dây thời ráng nghe, dầu ai tài phép bài khoe hàm linh
ham nghiệm sợ e mang nghèo. Lửa cho phải cột phải kèo, phải dài phải dế mà theo kèo lầm. Ngọc kia ẩn vàng khó tầm, chọn nơi chân chánh khỏi lâm khổ hình. Qua điểm thứ ba, lòng ô nhiễm trần mê của mỗi chúng sanh đã quân tập từ lũy kiếp. Nay hành giả muốn trở về thấy Phật, cần phải nhất tâm niệm Phật và tiêu trừ các chướng nghiệp ấy. Niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp. Trái lại, anh chánh chỉ vào thất niệm Phật 100 ngày, thêm dụng tâm của anh là muốn mau thành quả, tức là vọng đắc, thì làm sao tâm hồn được giao cảm với chư Phật. Hơn nữa, Phật trong tâm không tìm, anh chánh lại nghe lời tà sư mong tìm Phật bên ngoài, thảo nào chẳng bị ma ba tuần ám ảnh lường gạt. Điều này không riêng anh chánh, mà số người tu hiện nay bị lầm không ít. Thế nên sau câu hỏi của anh, vậy phải tu làm sao mới chánh, thì Đức Thầy so tay vào ngực mà trả lời: tu làm sao hàng phục được lòng tà quấy của mình mới chánh. Bởi Phật và chúng sanh chỉ có một tâm mà thôi. Hễ tâm còn ô nhiễm tà quấy là chúng sanh, bằng hết ô nhiễm tà quấy là Phật. Cũng như sóng và nước chỉ có một, hễ có gió là nổi sóng, còn hết gió thì sóng tan, chỉ còn lại một chất nước trong, tức là phản bổn quần nguyên. Kinh xưa thường bảo, phiền não là bồ đề, tâm tức Phật, cũng không ngoài ý trên. Đức Thầy nay không ngớt khuyên nhắc, chẳng nói vắn dài, Phật nọ tức tâm, và hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. Hoặc giả: nhàn thân tìm kiếm kiếm nơi tâm, Phật cổ ngày xưa hài ráng tầm. Còn muốn niệm Phật cho kết quả thì Ngài cũng dạy, còn phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm của chúng sanh, và cứ niệm như thế cho đến khi nhất tâm bất loạn, tức tâm được thanh tịnh và Phật tánh hiện bày, tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Bởi tâm tịnh tức quốc độ tịnh. Ngược lại, nếu ai niệm Phật mà lòng mãi ước mong, tức là vọng đắc, cho được thấy Phật bên ngoài, tức là bị lầm lạc, không bao giờ thành công. Nam mô A Di Đà Phật.